Trong
mình gọi sườn dê nướng hết rồi, còn bây giờ mình đổi qua món sườn heo nướng toàn là ớt với tỏi. Mỗi khi mình tới là mình kêu
về nướng, nhưng mà không thấy hết. Nên hôm nay mình kêu cái món sườn heo này nướng. Chứ mình mỗi khi mình nấu mình ăn thịt heo nhiều, thì hôm nay nhờ thịt dê nên mình ăn được thịt heo. Thì ở đây là rất là nhiều ý. Yes. And this is all sound, Jenny.